Nay là 28 tháng 11. Nếu mà không nhuận một tháng thì hôm nay chuẩn bị Tết. Nay anh đi chợ Sơn Tây gặp một số cây đẹp quay lại cho anh em xem. Đây, một cây xanh nhiều đầu. Đẹp quá. Một chiếc con xanh nhiều đầu đẹp. Cây rất là già ở hầm hố. Theo như ông chủ báo là cây này như là 18 triệu. Nằm trên cái chậu tương đối đẹp. Nhiều đầu, nếu chơi đương đại của anh em bây giờ, cây tương đối là già. Cây si búp đỏ ba vai, về chỉ có đợi nuôi cút to thêm mà cắt giật lại đẹp. Cục xanh điên. Cây trực đẹp. Cây đẹp trước đã quay rồi. Tiền trước đã có rồi. Bẻ bãi thân thủ đẹp. Cây xanh biển trực. Phiên này cũng là nhiều cây đẹp tụ tập về Sơn Tây của các anh ở dưới Hà Nội mang lên. Mili em ba vai lùn lực. Tay 1, tay 1, tay 2, ngọn. À, u cục. Si. Si búp đỏ, si tay chuột. Dáng làng về chỉ có chơi. Đây là một con phôi lùn lực, toàn phôi. Đem thác đổ. Đây là cái cổ ngọn nó hạ xuống, như hạ lâu rồi đấy. Cái này hạ lâu lắm rồi. Anh em Hà Nội thì toàn những phôi đẹp mang lên đây. Tân Pháp đẹp. Ba vai. Em bắt đầu
vai đẹp. Em ổi, ổi ta. Bạn nào thích u cục thì chơi em này. Nhìn rất là lực, hai tay đóng đủ một ngọn. Rồi lấy cái ngọn lên áp vào làm ngọn. Con đấy cơ cao lắm đấy anh Trung ạ. Áp ngọn này. Cái này nó rút lên nữa thì kinh điển. Ở cái kia nó bè nó bấu vào ăn được cái ngọn kia lên nữa thì ok. Chắc giá nó hợp lý đúng không? Con này giá giờ thì nó đang ở cái cung này. Tái tái hả? À? Không, nó đồ giả đấy. Yeah. Nhìn ra nó. Đồ giả đấy, giả. Đồ giả. Nhìn ra nó thì biết dày. Da nó dày thế này cơ mà. À. Áp được cái ngọn kia nó ăn được vào đấy nó lên nữa thì bè tốc độ nhanh gấp đôi. Nó phủ được hết ra, nói chung là hàng đuôi. Rút được cái mặt này nó ra nó mặt kia ngon hơn. Kinh điển. Mặt nói chung là điền thì nó cũng khỏe, nó nhanh, nó giật nhanh. Em này đẹp nhưng mỗi tội là giá nó cao, khó ra đi. Cái đồ này thật sự là phải có điều kiện rồi mới chơi được. Thực ra nói chung quý mà. Nó cũng già, cái mặt bên kia nó được như mặt bên này thì mặt này nó mặt chơi nó phơi ra nó thế, mặt kia nó bị cớm già, cái thân bên kia nó hơi bị yếu một tí, nó rút nó nuôi một thở để rút cho nó cắt hết, nó không nắm để cứ để mầm thở cho nó để mầm thở đây, rút cho nhìn thế này bằng nó thấy út mà nó rút thì mầm bên mầm thở bên kia cho béo, thân bên kia nó thụ cây hơn một tí nữa, nó rút được vài cái đấy, vài cái đấy thì nó béo cái thân ra nó thụ cây hơn thì cây nó có giá trị hơn. Đây mà đây ngày xưa nó nuôi mầm thở này đấy, nó rút ra nó béo được tay hai, tay một, tay hai rồi tay ba rồi, còn cái ngọn nữa nuôi làm cái ngọn chắc phải mất đôi ba năm làm cái ngọn. 3 năm nữa là thành cây chơi. 3 năm, đôi 3 năm thành cây chơi. Dùng những cái cốt này có điều kiện thì chơi được. Cũng thích chơi nhưng mà điều kiện tiền nó chưa tới cũng khó. Nó ở cái tầm trên rồi. Tầm trên, giá nó... Đồ đấy để giữ được là được. Giữ được. Những con này chắc là vừa vừa tiền đúng không? Con đấy 18 triệu. 18 củ. Cũng một con trực. Chơi chậu, 18 chậu 2 triệu rưỡi. Hai tay một ngọn. Thế thôi, dòng này chơi hai tay một ngọn. Là con trực gạo. Những con này chắc là rẻ đúng không? Con đấy 7 triệu. Ai xa. Chân móng được. Chân móng rồi, đục. Sao là con trực lùn đúng không? Trực lùn. Đuôi cái tay bên này nó kéo tốt. Đây rồi, chốt 1, đây rồi, chốt 2, chốt 3 đây rồi. Đây là chốt 4 này, đây dựng ngọn này. Có mầm miếc đầy đủ. Đủ hết rồi chứ. Đủ hết, dữ liệu rồi để đúng chơi rồi. Cái này để cho nó rút thân rồi thôi. Còn đấy thì không tính. Đấy. Không, cái này để nó rút thân. Cho nó thụ cây. Gốc bồ ngọn chỉ. Đấy anh em nào... chơi con như này vừa tiền. Vừa tiền. Vừa tầm tiền. Bác... con này mà nuôi là có cơm. Cái tầm đấy. Con này thì bao nhiêu? Con đấy 35 củ. 35 củ. Ông nào thích đầm lùn là sẵn về chơi. Mặt này không chơi được. Mặt này nhìn thế này nó phải cửa tiền trăm. Đúng rồi. Nếu mà nhìn mặt này. Nhìn mặt này cũng là cửa tiền trăm. Cái điểm này mai nó nuôi nó kéo liền vào đây nữa thì. Nhìn mặt này nó phải cửa tiền trăm. Nếu nhìn vào này cũng nghị đi không được, không có điểm lơ đâu cả. Đẹp cũng nghị mà kia thì nó phải chấp nhận nuôi thôi, nuôi được thì nó rút ra.
con là thành công. Nếu mà nuôi được là sau này càng về sau những con như này càng khó kiếm, vì kiếm đâu được cái chốt nó không một như hai. Lan bảo 6 tháng hay 1 năm cắt được kỳ cây cắt nào ra được bán được. Anh bảo cái chốt 1 chốt 2 bao giờ mới được rồi. Cái chốt tay đòn như thế được. Tay đòn nó to thế mà nó lại cắt giật mấy nhát rồi. Giờ chỉ có đói mỗi mặt sau, rút mỗi mặt sau. Thực ra cái tay này để có ông đuôi to thì nó liền hơn vào cái kia phát nữa thì đừng có chắc. Không, phải đột liền thế đến thời điểm. Thì không, nuôi to nó liền ra xong bắt đầu mình đục. Không, sao lại lời nuôi cái này chứ. Nuôi cái... ngọn là ngọn, nó cũng phải hát rồi. Mấy con hôm trước bán bao giờ? Vâng, mấy con vừa vừa. Con Giáng Làng không biết, vâng. Bán rồi. Đổ đấy đi giao lưu ngay. Giao lưu ngay, nó đẹp. Nó đẹp mà. Con Giáng Làng đấy đẹp. Nói chung là đồ đã đi thi đấu rồi. Mà hai nữa là nó cũng tầm tầm tiền thôi, nó dễ hơn là những cái con đắt quá. Đi, đồ đã đi thi đấu rồi thì nó dễ. Nó được từ lửa rồi. Ra sân chơi lớn nó gục ngay mà. Đồ đẹp rồi. À, hai chủ nhật này thấy chịu khó lượn lên đây. Vâng, em vừa cuối. À, lại lên trên kia. Đấy. Sáng mà quả tí. Bán thì mua, chẳng có đồ gì. Không, chợ này cũng không có đồ gì để mua rồi. Rồi, xin kết thúc cái video clip ở đây.